Này thiện hiện những gì là 32 tướng đại sĩ của Như Lai ứng tránh đẳng giác. Này thiện hiện dưới bàn chân Thế Tôn có tướng bằng thẳng, đầy đạn đẹp đẽ vững vàng giống như đáy hộp, đất tuy cao thấp, tùy theo chỗ bước chân đạp xuống đều bằng phẳng, không có chỗ nào chẳng tiếp xúc, đó là tướng thứ nhất dưới bàn chân thế tôn có các tướng xoáy tròn như bánh xe, có ngàn nan hoa, cái nào cũng tròn đầy, đó là tướng thứ hai. Tay chân thế tôn đều mềm mại như tơ lụa đẹp hơn tất cả, đó là tướng thứ ba. Tay chân thế tôn ở giữa mỗi ngón giống như nhạn vương đều có màng màu vàng dính liền nhau, vằn như thêu họa, đó là tướng thứ tư. Tay chân thế tôn có các ngón tròn đầy đặn thon dài rất khả ái, đó là tướng thứ năm gót chân thế tôn dài rộng tròn đầy tương xứng với mu hơn các hữu tình khác đó là tướng thứ sáu mu bàn chân thế tôn cao dày đầy đặn mềm mại đẹp đẽ tương xứng với gót chân đó là tướng thứ bảy hai đùi thế tôn thon tròn dần như đùi nai chúa ế nê tà tiên đó là tướng thứ tám Đôi cánh tay Thế Tôn dài thẳng tròn đều như vòi voi chúa đứng thẳng chấm gối, đó là tướng thứ 9. Âm tướng ẩn tàng giống như của Long Mã, cũng như tượng vương, đó là tướng thứ 10. Lỗ chân lông Thế Tôn, mỗi lỗ mọc một sợi lông mềm mại xanh biếc xoay về bên phải, đó là tướng thứ 11. Tóc lông Thế Tôn đều thẳng vươn lên, xoay về phía mặt mềm mại xanh biếc rất dễ mến đó là tướng thứ 12 da trên thân thế tôn mịn màng trơn láng bụi nước vân vân đều chẳng thể bám được đó là tướng thứ 13 da trên thân thế tôn màu chân kim chói sáng rực rỡ như đài vàng đẹp đẽ trang nghiêm bằng các thứ báu ai cũng ưa nhìn đó là tướng thứ 14 trong lòng bàn chân hai bàn tay cổ và hai vai của thế tôn bảy chỗ đều đầy đặn đó là tướng thứ 15. Vai ót Thế Tôn tròn đầy đẹp đẽ, đó là tướng thứ 16. Hai nách Thế Tôn đèo đầy đặn, đó là tướng thứ 17. Dung nghi Thế Tôn trang nghiêm viên mãn, đó là tướng thứ 18. Thân tướng Thế Tôn cao lớn đoan nghiêm, đó là tướng thứ 19. Thẻ tướng Thế Tôn cân đối chung quanh tròn đầy như nặc củ đà, đó là tướng thứ 20. Cầm ngực và nửa thân trên của Thế Tôn, oai dung rộng lớn như sư tử chúa đó là tướng thứ hai mươi Thường quang thế tôn mỗi phía một tầm, đó là tướng thứ hai mươi hai, tướng răng thế tôn bốn mươi chiếc bằng đèo sạch khít, chân sâu trắng như tuyết du kha, đó là tướng thứ hai mươi ba, bốn răng của thế tôn trắng trong nhọn sắc, đó là tướng thứ hai mươi bốn, thế tôn thường được thượng vị trong các vị, vì mạch hầu thẳng nên có thể dẫn thượng vị có ở các mạch chi tiết trong thân, bệnh phong đàm nhiệt chẳng thể xen vào, do Do bệnh kia chẳng xen tạp nên mạch lìa các chứng trầm phù hoãn gấp tổn hoại ung khúc vân vân có thể nuốt thẳng xuống họng dịch vị lưu thông cho nên thân tâm sảng khoái thường được thượng vị đó là tướng thứ hai mươi tướng lưỡi thế tôn mỏng sạch rộng dài, có thể che cả khuôn mặt đến mé tai, đuôi tóc, đó là tướng thứ 26, phạm âm thế tôn phát lời êm ái, phong nhã, lan rộng, tùy chúng nhiều ít. Không ai mà chẳng nghe tiếng ấy rèn lớn giống như trống trời, phát lời uyển chuyển ngắn gọn như tiếng chim tần già, đó là tướng thứ hai mươi bảy. Lông mi thế tôn giống như mi châu chúa, xanh biếc, bằng thẳng chẳng dối, đó là tướng thứ hai mươi tám. Trong mắt Thế Tôn xanh biếc trong trắng, có vòng hồng, xen lẫn, trong sáng phân minh, đó là tướng thứ 29, khuôn mặt Thế Tôn giống như mặt trăng tròn đầy, tướng mày sáng sạch, như cái cung thiên đế đó là tướng thứ ba mươi giữa chặng mày thế tôn có tướng lông trắng mềm mại như tơ lụa uốn về phía phải trong sáng trắng đẹp như tuyết du kha đó là tướng thứ ba mươi mốt trên đỉnh thế tôn có cục thịt nổi cao tròn trịa giống như lọng trời đó là tướng thứ ba mươi hai này thiện hiện đó là ba mươi hai tướng đại sĩ